Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thủ. Tập 37. Ben, bây giờ anh sao rồi? Cô Khểm đã mất tích rồi. Chú Jude hẹn gặp anh ở nhà. Chú ấy nói sẽ kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Vậy thì bây giờ anh đang ở đâu? Anh đang lái xe về. Có gì anh sẽ nhắn cho em biết sau. Anh phải cẩn thận đó nha Ben. Không biết được lần này ông ta sẽ lên kế hoạch xấu xa gì đâu. Em không cần phải lo đâu Phương. Lần này anh sẽ không thua đâu. Chú à, chú đang ở đâu vậy? Chú Jude. Chú đang ở đâu vậy? Mau ra đây đi. Sao bây giờ con mới về nhà vậy Ben? Chú đã chờ con rất lâu rồi. Tại sao chú lại nói dối con chuyện của cô Khểm? Cô Khểm hiện đang ở đâu? Con hỏi chú, cô Khểm đang ở đâu? Chú đem giấu cô ấy ở đâu rồi? Chú không biết. Con không tin. Chú mau nói sự thật cho con biết đi. Con đã biết những chuyện xấu xa mà chú đã làm. Có nói dối thì cũng vô ích thôi. Con nhớ lại rồi sao? Coi ra trí nhớ của con quay về nhanh hơn chú nghĩ rồi Ben à.
con chỉ hỏi chú một lần cuối cùng. Cô Khểm đang ở đâu? Chú đã nói với con rồi. Chú không biết thật mà. Cô ấy là vợ chú. Cô ấy bị mất tích như vậy mà chú vẫn có thể ngồi yên sao? Vậy bây giờ chú còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm đó. Con đang muốn biết lý do tại sao chú làm vậy với ba con và cả với con nữa, có đúng không? Còn nhớ món đồ chơi này chứ? Ben à. Dạ. Con có thích không? Quá. Chú đã đích thân mua món đồ chơi này cho con đó. Con nhớ giữ cho cẩn thận nha. Con cảm ơn chú. Chú là người tốt bụng nhất trên đời. Nè, có thích không? Dạ thích. Đồ chơi thì có liên quan gì? Chú đang định làm gì đây? Liên quan gì à? Vì tao không khác gì món đồ này. Tao đã làm việc cực khổ cho ba mày suốt 20 năm. Làm như một con chó. Làm tất cả mọi thứ theo mệnh lệnh của ba mày. Ba con không đối xử như vậy với chú. Làm sao mày biết được? Lúc đó mày chỉ là một đứa con nít. Tao hiểu rõ ông ta hơn ai hết. Khi tao hết giá trị, không còn dùng tới được nữa, thì hắn dứt bỏ tao. Tao cũng không khác gì món đồ chơi này. Khi mà mày còn nhỏ, mày lúc nào cũng giữ ở bên mình. Nhưng mà khi mày lớn rồi thì mày lại không thèm nữa. Vì nó đã hết giá trị nên mày dứt nó trên kệ, mặc tình cho bụi bám. Chú mau thừa nhận sự thật đi. Chú vốn dĩ là người sai. Chú đừng cho rằng mình tốt đẹp hơn nữa. Chú thôi đổ lỗi cho người khác đi. Vì nếu như chú làm ăn đàng hoàng thì ba con đã không làm như vậy rồi. Một thằng ngốc giống như mày, dù tao có nói như thế nào thì mày cũng không bao giờ hiểu đâu. Nhưng lý do mà chú đem ra để diễn cớ vốn không phải là lý do. Đừng có lại gần đây. Nếu mày nghĩ mày làm như vậy là để trả thù cho ba của mày thì mày bắn đi. Nổ súng đi. Chú nghĩ rằng chuyện anh Win chết có thể là do thằng Sắt, vì hắn không muốn anh Win biết những chuyện xấu xa mà hắn đã làm trước giờ. Hãy coi thử đi. Thời gian này, Sắt giám sát công việc ở tờ Rân, nhưng hình như hắn đang muốn giấu giếm điều gì đó. Anh Quyên đang định lái xe tới gặp Sắt để làm rõ, thì lại bị ngã lầu mà chết. Anh báo với cảnh sát chuyện này chưa? Thằng Sắt là người có ảnh hưởng rất lớn ở vùng đó, nên khó tìm chứng cứ để bắt nó lắm. Vậy con sẽ tự tới tìm hắn. Con phải biết được là hắn có thật sự đã giết chết ba con không? Chú Vút nói ông Sặc là người đã giết chết ba con và muốn giết luôn cả con. Nhưng mà con không hiểu lý do tại sao
Chúng ta đã đối đãi với ông ta rất tốt mà. Vậy tại sao ông ta lại phải làm vậy? Đồng tiền vào tay ai cũng sẽ mù quáng thôi con à. Cho dù đó là người mình từng tin tưởng và làm việc cùng nhau mấy chục năm, nhưng vì lợi ích cũng có thể khiến họ làm ra những chuyện như vậy. Cô Khiểm à. Cô Khiểm à. Cô Khiểm, cô đừng có sợ con. Con là Ban đây. Con là Ban đây mà. Cô không cần phải sợ con đâu, hả? Ben. Tự thú đi. Tự thú đi. Đi tự thú với cảnh sát đi. Cô muốn ám chỉ ai? Có phải người đã làm cho cô ra nông nổi này không? Phải. Ai vậy cô? Cha. Khém. Nói với con là muốn kẻ xấu tự thú. Tự thú đi. Đi tự thú với cảnh sát đi. Cô Khém. Bác Chanh, cô Khiểm bị làm sao vậy? Bác cũng không biết chuyện gì nữa. Có chuyện gì vậy? Con nghe cô Khiểm kêu cứu ở trên này. Không có gì hết. Vô bắt cô ấy phải tìm thuốc. Con mau đi nghỉ đi. Con muốn vào trong thăm cô ấy. Cô Khiểm ngủ rồi, con nên về nghỉ ngơi. Nhớ coi chừng bà chủ đó nha. Dạ anh chủ. Chờ chút đã. Hình như tình trạng cô ấy nặng lắm, làm cho chú ra nông nổi như vậy mà. Tao đã nuôi mày từ nhỏ nên tao rõ mày nhất mà. Đứa như mày không bao giờ có thể giết ai được đâu. Xin lỗi đứa cháu yêu quý, khi chuyện đã ra nông nổi này. Dừng tay, bỏ vũ khí xuống. Chúng tôi là cảnh sát đây. Và anh cũng không được chống cự. Con chưa từng nghĩ là con sẽ bắn chú. Con chỉ muốn chú nhận tội, nên chú hãy tự thú đi. Bây giờ thì chú có thể nói với con được chưa? Rốt cuộc là chú đã giấu cô Khiểm ở đâu? Con hỏi là bây giờ cô Khiểm đang ở đâu? Chúng tôi mời anh tới đồn cảnh sát để cho lời khai. Nếu như không còn gì khác, chúng tôi xin phép.
Anh đã báo cảnh sát tới bắt chú chút rồi. Bây giờ chú ấy đang bị tạm giam. Từ giờ trở đi chúng ta không cần phải sợ nữa đâu. Em và gia đình của em sẽ được an toàn. Phương à, rốt cuộc em đang nghĩ cái gì vậy? Chuyện của ba em sao? Em không cần phải lo đâu. Anh bảo đảm, ba em tuyệt đối sẽ không bị kéo vô chuyện này đâu Phương à. Thật ra là em không chỉ lo nghĩ về chuyện đó đâu anh à. Anh biết mà đúng không? Anh biết ông cha Yút vốn có sức ảnh hưởng ra sao mà. Muốn đưa ông ta vào tù không phải là chuyện dễ đâu. Dù cho cảnh sát có nhìn thấy tận mắt ông ta cầm súng bắn anh, nhưng mà nếu như chỉ có bấy nhiêu thôi thì cũng không thể nào buộc tội được ông ta. Phương nói đúng. Người như ông cha Yút cảnh sát không làm được gì đâu. Chỉ với bao nhiêu đó bằng chứng lại càng không thể làm gì. Nhưng mà cậu không cần phải lo. Ngày mai tôi đã hẹn bạn rồi. Chúng tôi sẽ cùng tìm bằng chứng để tố cáo ông ta giết người. Nếu như có thể gom thật nhiều bằng chứng lại, cộng với luật sư giỏi, thế nào ông ta cũng không thể thoát được đâu. Con cảm ơn chú. Ừ. Vậy để con nhanh chóng đi xử lý công việc. Con phải nhanh chóng tìm cho được cô Khiểm. Có lẽ cô ấy sẽ có được lời khai giúp ích cho cảnh sát. Dạ xin chào, đây là nhà ông cha Yút. Alo, là Bắc Chăng có phải không? Tôi Khiểm đây. Cô Khiểm, đừng lớn tiếng như vậy chứ. Có ai ở nhà hay không vậy? Nếu không thì bắt mau tìm phòng nào yên tĩnh để nói chuyện nha. Và đừng để cho ai biết là tôi gọi điện về. Dạ dạ dạ. Dạ, giờ tôi đang ở trong bếp rồi. Cô Khiểm đang ở chỗ nào vậy? Bác giúp tôi đánh thức Ben dậy nói chuyện đi. Đừng để anh cha Yút biết nha. Cậu Ben sao cô? Giờ tôi vẫn chưa thấy cậu ấy về. Nếu như Ben về, bác giúp tôi nói với Ben mau đọc tin nhắn mà tôi gửi cho nó. Dạ. Giúp tôi thêm một chuyện nữa được không? Tôi cần bác đi lấy giúp tôi món đồ ở trong phòng. Nhưng mà bác phải chờ tới khuya. Và nhớ phải thật cẩn thận, đừng có để cho ai nhìn thấy, và nhất là anh cha Yút. Dạ.